Hello, xin chào anh em, lại là mình Sabi đây. Akaza là một nhân vật phản diện hỗ trợ chính trong series Kimetsu no Yaiba. Hắn là một ác quỷ cực kỳ mạnh mẽ và giữ vị trí thượng huyền tam trong thập nhị nguyệt quỷ. Hơn một thế kỷ trước khi bị biến thành quỷ bởi Kibitsuji Merzan, Akaza đã từng là một con người với tên gọi rất đẹp là Hakuji. Và trong video này, anh em hãy cùng mình đi tìm hiểu tất cả thông tin về cuộc đời, biết được tại sao anh lại trở thành quỷ và sức mạnh bá đạo của thượng huyền tam Akaza như thế nào nhé. Ok, bắt đầu video thôi. Tiểu sử: Hakuji sinh ra và lớn lên trong khu ổ chuột với người cha đang bị bệnh nặng, một người mà anh vô cùng yêu thương. Để có tiền mua thuốc cho ông, Hakuji đã móc túi từ những người trong thị trấn nhưng đã bị bắt 3 lần. Thẩm phán đã đánh anh ta và đánh dấu bằng những hình xăm tội phạm, đe dọa sẽ chặt tay Hakuji nếu bị bắt gặp một lần nữa và họ gọi anh là đứa trẻ của quỷ. Hakuji trở về sau một lần bị án đánh, một người dân trong làng thông báo với anh rằng sau khi nghe tin con trai bị bắt thì cha anh đã treo cổ tự tử. Trong bức thư mà ông để lại có nói rằng ông mong Hakuji luôn được sống một cuộc sống đầy đủ và ông sẽ không dùng thuốc nếu nó kiếm được bằng cách không trung thực. Với những hình xăm tội ác của mình và không có nhà để trở về, Hakuji cuối cùng đã bị trục xuất khỏi Edo. Đau khổ vì mất cha và phẫn nộ với xã hội nơi mà anh không thể mua thuốc được cho cha mình, anh đã đánh nhau với mọi người và đánh đập họ. Một ngày nọ, sau khi giết chết 7 người đàn ông trưởng thành trong một ngôi làng, Hakuji đã được Keizo, một chủ võ đường của địa phương tiếp cận. Bực tức với thái độ vui vẻ của người này, Hakuji thách đấu với ông ta nhưng đã bị đánh bại một cách dễ dàng. Keizo sau đó nhận và đưa Hakuji vào võ đường của mình để anh có thể chăm sóc cho cô Yuki, đứa con gái ốm yếu của Keizo. Vốn đã quen với việc chăm sóc cha nên anh không gặp mấy khó khăn, mặc dù đôi lúc anh cảm thấy rất khó xử khi cô bé bật khóc một cách ngẫu nhiên. 2 năm sau, sức khỏe của cô Yuki đã cải thiện đủ để cô có thể đứng và làm việc nhà. Hakuji tiếp tục luyện tập với tư cách là học trò của Keizo theo phong cách võ thuật Shoryu và võ đường bắt đầu phát triển lớn mạnh. Keizo sau đó đề nghị để Hakuji tiếp quản võ đường và đồng ý gả cô Yuki cho cậu. Tuy có vẻ ngạc nhiên và bối rối nhưng cuối cùng anh đã đồng ý, âm thầm nguyện bảo vệ cả hai người dù phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Người kế thừa của võ đường đối thủ nghe nói về cuộc hôn nhân của Hakuji với cô Yuki, hắn đã tập hợp một số đệ tử để giao đấu với anh nhưng kết quả đã bị thất bại. Hakuji đến thăm mộ của cha mình để thông báo với ông về cuộc hôn nhân sắp tới, nhưng khi trở về, anh đã nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn. Một võ sinh đã thông báo với anh, võ đường của đối thủ đã đầu độc giếng nước và khiến cả cô Yuki và Keizo phải bỏ mạng. Quá tức giận, Hakuji đã giết tất cả 67 thành viên của võ đường đối thủ chỉ bằng tay không. Sự việc này đã thu hút sự chú ý của Kibitsuji Merzan. Hắn cho rằng chiến trường tàn khốc này còn kinh khủng hơn cả một con quỷ thực thụ gây ra. Bởi vậy, hắn đã quyết định biến Hakuji trở thành một trong thập nhị nguyệt quỷ phục vụ cho mình. Hakuji lúc này đã không còn gì để bảo vệ và mất đi ý chí sống. Quá cay cú về cuộc sống và ghét sự yếu đuối, anh chấp nhận và trở thành ác quỷ với tên gọi Akaza. Sau khi trở thành một ác ma, anh mất đi ký ức về khoảng thời gian khi còn là một con người. Tất cả chỉ với một mong muốn duy nhất là trở nên mạnh mẽ hơn, mặc dù không biết lý do tại sao anh ta lại muốn trở nên mạnh mẽ như vậy. Theo ghi nhận của Doma, Akaza đã từ chối không bao giờ ăn thịt hoặc làm hại phụ nữ. Khả năng và sức mạnh: là người nắm giữ danh hiệu thượng huyền tam, Akaza sở hữu cho mình một sức mạnh kinh khủng khiếp, có thể đánh bại Dengoku Kyojiro, một viêm trụ rất tài năng của sát quỷ đoàn. Sau này, anh ta có thể chiến đấu và áp đảo cả Tanjiro và thủy trụ Giyu. Cả hai lúc này đều là kiếm sĩ cấp độ Hashira và đang sử dụng dấu ấn diệt quỷ của riêng mình. Thế nhưng, nếu không phải Akaza bị u mê bởi tình yêu và mất đi ý chí tiếp tục chiến đấu, thì chắc hẳn anh ta đã có thể giết cả hai người bọn họ. Thêm một minh chứng nữa cho sức mạnh của mình, thì anh đã rèn luyện và trở thành người nắm giữ danh hiệu Thượng Huyền Tam, vượt qua rất nhiều ác quỷ khác để vươn tới vị trí mạnh thứ tư trong tất cả các ngạ quỷ đang tồn tại mà không giết hoặc ăn thịt bất kỳ một phụ nữ nào. Và chỉ Akaza mới được Merzan đặt cách làm điều này mà thôi. Thế nhưng Akaza vẫn sở hữu sức mạnh thể chất phi thường. Trong toàn bộ series thì sức mạnh đáng kinh ngạc của anh đã được thể hiện rất nhiều lần. Đáng kể nhất là khi anh tung các đòn đánh thể thuật vào đối thủ, nó đủ mạnh để tạo ra sóng xung kích nhằm tấn công đối phương từ xa. Khi kết hợp với huyết quỷ thuật của mình, hắn có khả năng tạo ra miệng núi lửa ngay trên mặt đất chỉ bằng cách đấm vào nó. Trở lại thời gian lúc anh còn là một con người, nếu bạn 11 tuổi của đang ăn bám bố mẹ và bị cậu bạn bắt lạt và khóc nhe, thì Hakuji đã có thể hoàn toàn đánh bất tỉnh một vài người đàn ông trưởng thành trong một cuộc chiến mà không cần tới vũ khí. Còn khi ở tuổi 18, thậm chí trước khi trở thành quỷ, chỉ bằng nắm đấm, Hakuji có thể dễ dàng giết chết và đánh tan xác 67 võ sư kiếm đạo trưởng thành của võ đường đối thủ mà không cần sử dụng tới vũ khí.
Hậu quả của cuộc tàn sát tan thương đến mức ngay cả Mư Gian cũng nghĩ rằng chỉ có ác quỷ thực sự mới làm được điều tồi tệ như vậy. Tốc độ và phản xạ của Akaza cũng cực kỳ nhanh nhạy. Nó được thể hiện rõ ràng nhất trong trận chiến với Kyojiro, nhanh đến nỗi ngay cả Tanjiro và Inosuke cũng không thể nhận thức được chuyển động với tốc độ ánh sáng của họ. Nhiều người còn nhầm lẫn Akaza có khả năng dịch chuyển tức thời. Ngay cả Gyu, một trong những sát quỷ nhân nhanh nhất thế hệ hiện tại, cộng với việc đánh thức dấu ấn diệt quỷ nhưng tốc độ di chuyển cũng chỉ kịp tương xứng với Akaza. Nói về sức chịu đựng và sức bền thì Thượng Huyền Tam gần như là tuyệt đối, không bao giờ mệt mỏi và luôn duy trì trạng thái thể chất và tinh thần tối ưu. Trong movie Chuyến tàu vô tận, tay của Akaza đã bị chẻ làm đôi bởi chiêu thức thăng viêm thiên của Kyojiro, nhưng dường như hắn không quan tâm nhiều về vết thương đó và không tỏ vẻ gì là đau đớn. Tương tự như vậy, khi Kyojiro ra thức thứ 9 của hơi thở ánh lửa, luyện ngục, làm hắn bị thương cả ở cánh tay, đầu và phần thân trên nhưng vẫn coi như là vết chảy xước nhẹ. Còn nếu như trước đó thiết đầu công của Tanjiro là không đối thủ thì Akaza là một trong những người duy nhất chống lại được nó mà không có một dấu hiệu đau đớn nào. Trước khi bị biến thành một ác ma, Hakuji cũng đã được gọi với cái tên đứa trẻ của quỷ vì sức chịu đựng siêu phàm của cậu. Hơn cả thế, khi trở thành quỷ và trong cơ thể chứa một nồng độ máu cực cao của quỷ vương Kibitsuji Merzan, thì sức chịu đựng và độ bền của anh cũng đã nâng cao đến mức phi thường. Trong cuộc chiến với Kyojiro, Viêm Trụ đã gặp không ít khó khăn khi cố gắng chém các bộ phận khác nhau trên cơ thể của Akaza. Ngay cả với thanh Nhật Luân Đao và sức mạnh thể chất tuyệt vời của mình, anh cũng không thể cắt đứt được chúng hoàn toàn. Người ta hay nói hữu dũng vô mưu, nhưng với Akaza thì lại khác. Hắn phân tích khá nhanh nhạy và ra đòn chiến thuật hợp lý, thậm chí còn gây ngạc nhiên cho cả thủy trụ Gyu, có thể ngay lập tức thích ứng và tìm ra chiến thuật phù hợp với bất kỳ đòn tấn công hoặc kỹ thuật nào mà Gyu sử dụng, có thể dự đoán chính xác khi nào đối thủ của mình sẽ tấn công và cách thức ra đòn chống lại chúng bằng sức mạnh tương tự. Hơn thế nữa, giác quan nhận thức môi trường xung quanh của Akaza được nâng cao vượt ra ngoài phạm vi bình thường của con người. Anh có thể cảm nhận được sức mạnh của đối thủ chỉ bằng cách liếc nhìn qua, thấy rõ đấu khí của Kyojiro và nhận định chính xác sức mạnh của anh. Khả năng nhận thức ngoại cảm của hắn được thể hiện tốt nhất khi sử dụng triển khai kỹ thuật phá hoại sát Kim Naban, một loại kỹ năng cho phép Akaza có thông tin về môi trường xung quanh và đối thủ ngay cả khi họ ở một khoảng cách xa, đồng thời cho phép hắn đo lường chính xác điểm yếu thể chất của họ và ra đòn tấn công chuẩn xác nhất. Khả năng tái sinh và hồi phục của Akaza rất tuyệt vời và có lẽ chỉ xếp sau quỷ vương Mưa Gian. Hắn nhanh chóng tái sinh cơ thể từ những vết thương của Tanjiro và Dengoku gây ra và thậm chí hồi phục cả tứ chi mà không cần quá nhiều sự cố gắng. Trong trận chiến với thủy trụ và nhân vật chính trụ, khả năng hồi phục tuyệt vời của hắn còn tiến triển hơn nữa, có thể sống sót ngay cả khi bị chặt đầu và sau đó tái lại một cái mới, một khả năng bá đạo mà trước đó chỉ Mư Gian mới có thể làm được. Đỉnh cao hơn, Akaza còn sở hữu một loại huyết quỷ thuật và nó rất phù hợp với phong cách chiến đấu thiên về võ thuật của anh. Nó đem lại cho hắn khả năng tạo ra sóng xung kích với áp lực tuyệt đối, tạo ra bởi sức mạnh từ các cú đấm ở bàn tay hoặc bàn chân. Làn sóng xung kích này có màu xanh lam giống như hình xăm trên người của hắn và có thể phát ra ở cự ly gần và xa. Sức mạnh của sóng xung kích có thể hất tung đối thủ ở khoảng cách xa đến việc tạo ra các miệng núi lửa trong lòng đất. Khả năng này kết hợp với sức mạnh thể thuật siêu phàm của mình khiến Akaza trở thành đối thủ đáng gờm trong cả trận chiến tầm gần cũng như đánh nhau tầm xa. Ngoài triển khai kỹ thuật Kim Na Ban thì phong cách chiến đấu chính của Akaza là phá hoại sát hay Kai Satsu, một loại võ thuật độc đáo kết hợp với khả năng điều khiển sóng xung kích, sức mạnh thể chất siêu phàm và kỹ năng chiến đấu tay không từ võ thuật. Phong cách chiến đấu tay bò này có thể được mô phỏng theo phong cách Shoryu mà Akaza đã rất thành thạo từ khi còn là một con người. Kỹ thuật chiến đấu này có 8 thức chính. Đầu tiên phải kể đến là Kim La Bàn. Akaza triển khai Kim La Bàn hình bóng tuyết màu xanh nhạt bên dưới chân của anh với các số đếm từ 1 đến 12 để có thể phát hiện và theo dõi vị trí của đối thủ cũng như các cuộc tấn công sắp tới thông qua cảm nhận ý chí chiến đấu của một người. Kỹ thuật này có thể được sử dụng để nâng cao độ chính xác của các đòn tấn công của anh. Như Tanjiro Kamado đã nói rằng, Akaza luôn nhắm chúng vào các điểm huyệt đạo quan trọng của mình theo bản năng như thể nắm đấm của anh ta là làm châm hút chúng vậy. Thượng Huyền Tam luôn kích hoạt kỹ thuật này khi tham gia chiến đấu, từ đó làm cho tất cả các kỹ thuật mà hắn tung ra cực kỳ khó để né tránh và chống lại, trong khi đó làm cho các kỹ thuật của anh trở nên chính xác và nguy hiểm hơn. Chiêu thức thứ hai là không thức. Akaza đấm vào khoảng không trước mặt tạo ra một làn sóng xung kích cực mạnh từ sức ép của nắm đấm và sau đó đẩy nó bay về phía kẻ thù của mình. Những sóng xung kích trong không khí có thể được tạo ra nhiều lần và đã được ghi nhận là di chuyển với tốc độ chưa đầy một tích tắc. Kyojiro còn nhận xét nó còn nhanh hơn cả một cái trước mắt. Thế thứ ba, loạn thức. Chỉ cần vung ra một cú đấm từ phía trước mặt, Akaza tạo ra một loạt sóng xung kích tầm xa hỗn loạn mạnh đến mức có khả năng áp đảo hoàn toàn chiêu thức viêm hổ từ hơi thở ánh lửa của Kyojiro. Tiếp theo là chiêu thức lợi hại hơn mang tên diệt thức. Nó được cho là một trong những kỹ thuật mạnh nhất của Akaza.
Anh lao mình về phía trước, đấm với lực mạnh đến mức tạo ra một sóng xung kích phá hủy toàn bộ môi trường xung quanh và có khả năng áp đảo cả tuyệt chiêu mạnh nhất của Kyojiro, thức thứ 9, hơi thở của ánh lửa, luyện ngục. Trong movie Chuyến tàu vô tận, Akaza có thể sử dụng kỹ thuật này khi đứng yên và thay vào đó tạo ra một sóng xung kích tròn từ hai bàn tay, đồng thời tấn công Kyojiro. Thế thứ 5 của phá hoại sát là quỷ tâm bát trọng. Akaza tung ra liên tiếp cú đấm mạnh mẽ, mỗi cú đấm tạo ra một làn sóng xung kích tương tự như kỹ thuật loạn thức của anh. Thế tấn công thứ 6 được gọi là cước thức. Đây là các kỹ thuật mà Akaza sử dụng chân làm phương tiện chiến đấu chính. Trong toàn bộ series thì cước thức được thấy sử dụng dưới 3 hình thức tấn công khác nhau là quan tiên cát, lưu thiễn quần quang và phi du tinh kiển luân. Thế thứ 7 của phá hoại sát là các kỹ thuật chỉ liên quan đến các cuộc tấn công dồn dập và đẩy vũ lực nhằm áp đảo và nghiền nát kẻ thù. Nó được gọi với cái tên toái thức. Akaza tung ra một cú đấm mạnh tạo ra một làn sóng xung kích cực lớn vào mặt đất để mở rộng ra bên ngoài và một miệng núi lửa cực lớn được hình thành. Thức cuối cùng, trung thức thanh ngân loạn tàn quang. Đây là kỹ thuật võ thuật tối thượng của Akaza. Từ một loạt các cú đấm của mình, anh tạo ra một luồng sóng xung kích mỏng và sắc bén đã hướng dường như tấn công từ hư không. Đòn tấn công này mang sức mạnh áp đảo đến mức có thể vô hiệu hóa hoàn toàn chiêu thức phòng thủ tối cao của Gyu, hơi thở của nước, dạng thứ 11, lặng. Thêm một thông tin thú vị mà chắc hẳn ít ai biết về Akaza là anh là ác ma thứ tư có thể vượt qua ảnh hưởng của mưa gian đối với bản thân, bằng chứng là anh có thể tự nguyện ngừng tái sinh và chọn cách chết đi. Ba người còn lại là Tamayo, Nezuko và Kokushibo. Như vậy là video của mình đến đây là hết. Anh em thấy sức mạnh của Akaza thế nào? Có xứng đáng là con quỷ được yêu thích nhất hay không? Cùng để lại comment trao đổi phía bên dưới nhé. Đừng quên ấn tặng tớ một like và đăng ký kênh nha. Nếu muốn anime Ninki làm về nhân vật nào thì nói cho bọn tớ biết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye!